Mặc dù dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh đến trường học trực tiếp, phụ huynh học sinh trường tiểu học A Long Bình cùng ban giám hiệu và tập thể giáo viên trường đã có những việc làm thiết thực chăm lo tốt sức khỏe cho các em học sinh. Trường tiểu học A Long Bình là ngôi trường có nhiều thành tích trong công tác dạy và học. 5 năm liền, trường luôn đứng top đầu trong toàn tỉnh về chất lượng đào tạo. Để giữ vững chất lượng đào tạo cũng như đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước tác động của dịch bệnh COVID-19, ban giám hiệu trường phối hợp cùng phụ huynh học sinh triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường trước dịch bệnh COVID-19. Theo đó, ngay từ những ngày đầu tiếp nhận học sinh trở lại học trực tiếp, ngoài thực hiện tốt việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, trường còn vận động phụ huynh đóng góp chi phí mua dụng cụ để test sàng lọc tất cả học sinh. Việc làm này được phụ huynh học sinh thống nhất cao, bởi ai cũng mong muốn giữ gìn bảo vệ sức khỏe con em mình. Thì theo thì tôi là phụ huynh của hai cháu ở đây thì tôi rất an tâm và đồng tình thống nhất theo nhà trường. Tại vì trong này nhà trường đó thầy cô đã ra những vị trí, những cái đảm bảo cho các em học sinh là tôi rất là an tâm. Thầy Võ Thành Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học A Long Bình cho biết, toàn trường có 638 em học sinh, hầu hết các em đều chưa được tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, bộ test nhanh sàng lọc được hỗ trợ không đủ. Do đó, trường triển khai vận động xã hội hóa từ phụ huynh được hơn 14 triệu đồng để mua test nhanh cho 100% học sinh trước khi vào lớp. Việc làm này không những được phụ huynh đồng thuận cao mà còn an tâm hơn để các em đến trường học tập. Tới thời điểm này thì yên tâm, tại vì trong trường hiện nay là tất cả đã được test nhanh. Do đó là không có trường hợp nào là dương tính. Qua một tuần lễ ban đầu thì phụ huynh cũng còn ngán ngại, cho rằng là chưa yên tâm khi mà đưa con đến trường. Tuy nhiên trong qua một tuần nữa thì chúng tôi thấy là hiện nay là các em học rất ổn định và phụ huynh dần đã thay đổi lại cái tư duy, cái suy nghĩ và họ đã đồng tình với nhà trường để đưa con vào trong trường để mà tiếp tục cái này học tập. Mặc dù ban đầu một số phụ huynh còn lo lắng, nhưng qua triển khai thực hiện, đến nay hầu hết phụ huynh đều an tâm để con em đến trường tập trung học tập. Từ đó công tác giảng dạy của trường có phần thuận lợi hơn, hiệu quả cao hơn. Nhà trường thực hiện theo cái quy trình là giãn cách mà buổi trước thứ nhất là 2-4-6 và 3-5-7. 2-4-6 thì nhà trường sẽ bố trí cho lớp 1, lớp 5 buổi sáng và lớp 3 buổi chiều. Còn 3-5-7 thì nhà trường sẽ bố trí buổi sáng lớp 2, buổi chiều là lớp 4. Rồi là giãn cách trong cái giờ ra chơi. Rồi giãn cách giờ để về trên lệch nhau khoảng 10-20 phút để các em nó không được tụ tập. Với mục tiêu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo sức khỏe, tính mạng học sinh là trước hết, trên hết, ban giám hiệu trường tiểu học A Long Bình cùng phụ huynh học sinh đã và đang có những việc làm thiết thực, hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe để các em học sinh an tâm học tập tốt, xứng đáng là trường chuẩn quốc gia, là ngôi trường đứng đầu toàn huyện và đứng top 10 toàn tỉnh về chất lượng đào tạo.